Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với Full Stack. Đây là video thứ hai của mình thuộc vào cái series sử dụng Google Kubernetes Engine và Hands-on Setup CI/CD Pipeline. Nếu các bạn bỏ lỡ cái phần 1 là video đầu tiên nói về Google Kubernetes Engine thì các bạn có thể ấn vào cái link hiện ở trên góc này để xem lại. Ở trong video này thì mình sẽ tập trung nói về hai nội dung chính. Ở cái phần 1 thì mình sẽ giới thiệu về Terraform setup môi trường và sử dụng Terraform để quản lý cloud infrastructure, cụ thể ở đây là Google Cloud Platform. Ở phần thứ hai thì mình sẽ đi sâu và giải thích các CI pipeline mà mình đã viết sử dụng GitHub Action để tự động hóa quá trình deploy application vào Kubernetes cluster. Ok, để tiết kiệm thời gian thì chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu nhé. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu sơ qua các cái yêu cầu kỹ thuật mà các bạn sẽ cần phải chuẩn bị để có thể bắt tay vào làm cái hands-on này. Thứ nhất là về Cloud Infrastructure. Ở trong chuỗi series này thì mình sẽ sử dụng Google Cloud Platform. Nếu các bạn chưa có tài khoản Google Cloud thì sẽ cần phải đăng nhập vào Gmail sau để access vào cái page đăng ký tài khoản Google Cloud. Ở đây các bạn sẽ cần phải lựa chọn cái vùng miền mà các bạn đang làm việc. Mình sẽ chọn là Việt Nam. Tiếp theo là về mục đích sử dụng Google Cloud. Ở đây thì mình có thể lựa chọn là Personal Project hoặc là kéo lên trên một chút thì có thể là Business Idea hay là Startup Idea. Đối với những tài khoản mới được tạo thì Google Cloud cung cấp free credit là $300 sử dụng trong vòng 3 tháng. Đây là cái thời gian dùng thử Google Cloud. Thì nếu trong vòng 3 tháng này các bạn không dùng hết cái số tiền này thì số tiền này cũng sẽ tự động mất. Và khi đăng ký tài khoản thì các bạn cũng sẽ cần phải cung cấp số điện thoại cá nhân cũng như là cần phải có credit card hoặc là debit card. Tuy nhiên các bạn có thể an tâm là sau khi hết cái thời gian dùng thử là 3 tháng ấy thì Google Cloud sẽ tự động stop tất cả các service, các resource mà bạn đã tạo ở trên cái GCP project. Vì vậy sẽ không hề phát sinh phí nào ngoài ý muốn. Đối với những bạn đã có sẵn tài khoản Google Cloud thì có thể làm luôn cái hands-on này. Tuy nhiên các bạn sẽ cần phải lưu ý là sẽ phát sinh phí, bởi vì ở trong cái series này thì mình sử dụng Google Kubernetes Engine và Cloud SQL là hai dịch vụ phát sinh phí. Thứ hai là về các cái công cụ liên quan đến quá trình development. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng GitHub để quản lý source code. Thứ hai ấy, thì mình sẽ sử dụng gCloud SDK. Đây là một cái công cụ CLI để giúp mình quản lý các cái resource, các cái service mà mình sử dụng ở trên Google Cloud Platform. Thứ ba là kubectl. Đây là một cái công cụ CLI khác liên quan đến Kubernetes, được sử dụng để quản lý các cái resource, các cái tài nguyên ở trong Kubernetes cluster. Và thứ tư ấy, là mình sẽ sử dụng Terraform để provision cloud infrastructure. Thì để cài đặt Terraform thì mình sẽ sử dụng một cái công cụ khác gọi là TFNV. Mục đích của TFNV là giúp mình có thể cài đặt nhiều cái version của Terraform trên cùng một môi trường dev. Và ngoài ra, tất nhiên là cái môi trường dev của bạn sẽ cần phải cài đặt Docker. Và cuối cùng thì mình muốn giới thiệu một cái công cụ rất là hay khác tới từ Google Cloud, gọi là Cloud Shell. Thì để sử dụng Cloud Shell thì các bạn có thể mở cái giao diện quản lý của Google Cloud Platform và ấn vào cái nút hình cái terminal ở bên góc bên trên. Thì ở trong Cloud Shell ấy đã tích hợp sẵn các cái công cụ mà mình vừa nói là gCloud SDK, kubectl cũng như là Terraform và cuối cùng là Docker. Vì vậy nếu các bạn sử dụng Cloud Shell thì sẽ rút ngắn được rất nhiều thời gian setup các cái công cụ này ở trên môi trường dev. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về cái sample application mà mình đã viết để deploy lên Google Kubernetes Engine và minh họa cho cái hands-on CI/CD này. Thì đây là một cái to-do application với mục đích giúp các bạn quản lý task mà các bạn cần làm. Chức năng của application này rất là đơn giản. Đầu tiên thì mình sẽ có một cái form, trong đó sẽ có cái input để mình nhập nội dung của task. Ở bên phải thì mình sẽ có thêm một cái nút gọi là add để mình lưu cái task này vào database. Thì sau khi ấn cái nút add này thì cái task sẽ được lưu vào database và hiển thị ở phía dưới. Thì nếu mà mình click một lần ở lên cái task này thì cái màu của nó sẽ hơi nhạt đi một chút, màu xám, thì tức là cái task này đã được hoàn tất. Ngoài ra thì mình cũng có thêm các chức năng như là thay đổi nội dung của task bằng cách ấn vào cái icon hình cái bút, hoặc là chức năng xóa bằng cách ấn vào cái icon xóa. Thì đây là cái sample application mà mình sẽ sử dụng để làm demo hands-on CI/CD trong video này.
Tiếp theo thì mình sẽ tiến hành setup Google Cloud cùng với Terraform để bắt đầu Provision Cloud Infrastructure. Bước đầu tiên là mình sẽ mở cái giao diện của Google Cloud Platform và tạo mới một cái GCP project. Thì mình sẽ ấn vào New Project. Ở phần điền tên của project thì mình sẽ điền là DevOps-GKE-ArgoCD. Ở phần location thì mình sẽ để mặc định là no organization, tức là hiện tại cái account của mình không phụ thuộc vào cái công ty nào hết. Thì cái thời gian tạo project thì rất nhanh, tầm 10-20 giây. Thì sau khi tạo xong thì mình sẽ chuyển qua cái GCP project mới. Thì đối với một cái GCP project mới thì các bạn sẽ cần phải cấp phép sử dụng các cái dịch vụ, các cái resource mà các bạn muốn sử dụng. Thì ở trong cái series này thì mình sẽ cần phải kích hoạt Google Kubernetes Engine. Đầu tiên thì mình sẽ nhấp vào cái menu, sau đấy kéo xuống và chọn cái Kubernetes Engine. Thì ở cái màn hình dịch vụ Google Kubernetes Engine ấy, thì mình sẽ cần phải ấn Enable để bắt đầu cấp phép sử dụng cái dịch vụ này. Thì sau khi ấn ấy, thì các bạn sẽ cần phải chờ từ 5 đến 10 phút để hoàn tất cái quá trình cấp phép sử dụng dịch vụ. Tiếp theo thì mình sẽ cần phải enable dịch vụ Artifact Registry. Thì mình sẽ mở menu và kéo xuống phía dưới. Đây là cái dịch vụ mình sử dụng để lưu trữ container image. Tiếp theo thì mình sẽ kiểm tra cái dịch vụ Cloud SQL. Đây là dịch vụ database mà mình dùng trong cái sample application này. Có vẻ là đối với Cloud SQL thì mình có thể sử dụng luôn. Và cuối cùng thì mình sẽ mở cái menu API and Service và cấp phép sử dụng một số các cái API. Đầu tiên sẽ là cái API Cloud SQL Admin. Và tiếp theo sẽ là API Cloud Resource Manager với mục đích là quản lý các cái AM roles cũng như service account ở trên GCP project. Đến đây thì coi như là mình đã hoàn tất cấp phép sử dụng các cái services cũng như là các cái API cần thiết để chạy được Terraform code. Ở bước thứ hai này các bạn sẽ cần phải fork, tức là copy 4 cái GitHub repository mà mình đã chuẩn bị riêng cho cái series video này. Đầu tiên là Infrastructure Repository mình viết bằng Terraform để quản lý các cái sub-resource ở trên Google Cloud. Thứ hai là Frontend Repository thì mình viết bằng React.js, là cái màn hình sample application mà mình đã giới thiệu ở phần trước. Thứ ba là Backend Repository, mình sử dụng Python, và FastAPI là một cái library implement API. Và cuối cùng là một cái repository để lưu trữ Kubernetes Manifest File, là cách để deploy application vào Kubernetes Cluster. Ngoài ra thì mình cũng sử dụng thêm Customize là một cái công cụ để giúp template hóa Kubernetes Manifest File một cách đẹp hơn và dễ quản lý hơn. Link của 4 cái GitHub repository này mình sẽ để ở phía dưới phần video description. Tiếp theo thì các bạn sẽ cần phải vào lần lượt 4 cái GitHub repository và fork, tức là copy về cái tài khoản GitHub account của các bạn. Ở bước thứ ba này thì mình sẽ chỉ cần clone Infrastructure Repository về môi trường dev của mình. Thì ở đây thì mình cũng chia sẻ một chút về cách mình sử dụng GitHub. Khi các bạn clone sẽ có hai cách. Thứ nhất là các bạn sử dụng HTTP URL. Nếu các bạn sử dụng HTTP URL ấy, thì khi các bạn push một commit vào repository thì sẽ bị yêu cầu phải nhập username và password. Thì đây là thao tác hơi phiền phức, cho nên bình thường thì mình sẽ sử dụng HTTPS URL và sau đó đồng thời mình sẽ setup một cái HTTPS key từ cái máy tính của mình vào cái tài khoản GitHub account, và sau đó
là khi mình push commit vào repository sẽ không cần phải nhập password nữa. Thì để setup SSH key vào GitHub account, đầu tiên các bạn sẽ click vào cái phần avatar profile. Ở đây các bạn sẽ lựa chọn menu là setting. Tiếp theo ở phần menu bên trái các bạn sẽ click tiếp vào SSH and GPG key. Tiếp theo là ấn vào add new SSH key. Thì tạm thời thì mình sẽ để tên cái key này là DevOps. Tiếp theo là phần giá trị. Thì mình sẽ mở cái document của GitHub về việc tạo SSH key. Ở trong cái document này thì mình sẽ copy command ssh-keygen và sau đấy paste vào terminal. Thì mình sẽ cần phải sửa tên của cái người sử dụng cái key này. Khi các bạn chạy command này sẽ có hỏi tên cái file output là gì, bởi vì ở trên cái môi trường của mình đã tồn tại một cái key khác rồi, cho nên là mình sẽ đổi cái tên thành là devops-rsa. Còn với cái passphrase của cái key này thì mình sẽ để trống, các bạn tuyệt đối không nhập password cho cái key này nhé. Sau khi cái key này tạo xong thì ở trong cái thư mục .ssh ở dưới cái thư mục home của user ấy thì sẽ có hai cái key được sinh ra. Private key sẽ có tên là devops-rsa, còn public key sẽ có tên là devops-rsa.pub. Tiếp theo thì mình sẽ chỉ cần copy giá trị của public key và paste vào màn hình setup của GitHub. Tuy nhiên vẫn còn một bước các bạn cần phải làm là khởi tạo SSH agent. Thì mình sẽ quay trở lại với document của GitHub. Ở đây thì mình sẽ copy command và chạy ở trên terminal. Thì sau đó ấy, thì mình sẽ cần phải load cái private key vào SSH agent. Thì đến đây là mình đã setup xong SSH key và setup xong SSH agent. Tiếp theo thì mình sẽ clone infrastructure repository về môi trường dev. Sau khi clone xong thì mình sẽ mở cái source code lên. Tiếp tục thì chúng ta sẽ làm các cái bước setup để có thể chạy được cái Terraform code này. Thì ở đây thì mình muốn giải thích một chút là để Terraform kết nối được với Google Cloud thì chúng ta có hai cách. Cách 1 và chỉ sử dụng ở trên môi trường dev là các bạn sẽ sử dụng gcloud SDK login vào cái email chủ sở hữu của GCP project. Thì sau đó sau khi login xong thì Terraform sẽ tự động đọc các cái thông tin credential thông qua biển môi trường và Terraform có thể tự động kết nối được với Google Cloud. Cách thứ hai ấy, là cách mình sử dụng ở trong cái series này là mình sẽ tạo mới một cái service account và sau đó ấy, sẽ gắn các cái quyền IAM roles tới cái service account này để cái service account có thể access, có quyền sử dụng các cái service, các cái resource ở trên Google Cloud. Thì sau khi gắn quyền xong thì mình sẽ tạo một cái JSON key file và mình sẽ sử dụng cái JSON key file này với Terraform để Terraform có thể kết nối được với Google Cloud. Để tạo được service account thì mình sẽ quay trở lại màn hình dashboard của Google Cloud Platform. Thì mình sẽ mở menu và sẽ lựa chọn menu là IAM and Admin. Ở phần sub menu ấy, thì các bạn sẽ chọn tiếp là service account. Tiếp theo thì mình sẽ ấn vào create service account. Ở phần service account detail thì mình sẽ điền tên là devops-terraform. Tiếp theo thì mình cũng sẽ điền thêm vào phần description để biết được là cái service account này được sử dụng để làm gì. Thì sau đó thì mình sẽ cần phải gắn các cái quyền tới cái service account này hay còn gọi là IAM roles. Để cho nhanh ấy, thì mình sẽ gắn cái quyền gọi là owner, tức là cái service account này sẽ có quyền access tới tất cả các cái resource, các cái service ở trên Google Cloud. Thì sau khi đã tạo xong cái service account thì mình sẽ quay trở lại và phần action thì mình sẽ lựa chọn là manage key. Ở đây thì mình sẽ tạo một cái key với định dạng là JSON file. Sau khi tạo xong thì mình sẽ download và tải về cái môi trường dev của mình. Tiếp theo ấy, thì mình sẽ quay trở lại phần terminal và sử dụng command mv để di chuyển và rời cái file JSON key file vào trong địa chỉ của cái source code Terraform. Đồng thời thì mình sẽ đổi tên cái file này là thành là service-account.json. Và ở đây là chúng ta sẽ làm cái bước 5 là khởi tạo một cái file có tên là .env. Thì ở trong cái repository này thì mình có sẵn một cái file có tên là .env.sample. Thì nhiệm vụ của các bạn là sẽ copy cái file này và tạo một cái file mới có tên là .env. Ở trong cái file này có hai thông tin các bạn sẽ cần phải thay đổi.
Đầu tiên là Google Application Credential, thì các bạn sẽ đổi tên thành tên của cái JSON key file của service account là service-account.json mà mình đã làm khi nãy. Tiếp theo là Google gạch dưới project, thì đây là GCP project ID mà các bạn có thể copy cái giá trị ở trên màn hình dashboard của Google Cloud Platform. Đến đây thì chúng ta đã hoàn tất bước 5 là tạo cái file .env. Ở bước thứ 6 tiếp theo này thì mình sẽ tạo một cái file có tên là config.gcs.tf-backend. Đây là file mình dùng để setup remote backend cho Terraform Code. Thì cũng tương tự như bước 5, mình đã chuẩn bị một cái file kết thúc bằng đuôi .sample. Việc các bạn cần làm là copy file này và sau đấy sửa tên và bỏ cái phần .sample đi. Ở trong cái file này sẽ có một cái thông tin các bạn cần thay đổi, đó là bucket. Đây là cái Google Cloud Storage Bucket mà mình sẽ sử dụng để lưu trữ Terraform State. Thì để tạo Google Cloud Storage Bucket thì mình sẽ quay trở lại với màn hình dashboard của Google Cloud Platform. Đầu tiên thì mình sẽ mở menu và kéo xuống một chút thì sẽ thấy có cái lựa chọn là Cloud Storage. Sau khi mở cái màn hình giao diện của Google Cloud Storage thì mình sẽ ấn vào Create Bucket. Tên của bucket thì mình sẽ điền là devops-terraform-state và kết thúc thì mình sẽ điền thêm là cái ngày mình tạo cái bucket này. Tiếp theo là về location time thì mình sẽ để nguyên. Còn phần location thì mình sẽ thay đổi từ US sang Asia. Các cái setting còn lại thì mình sẽ bỏ qua, để nguyên. Thì sau khi tạo xong được cái bucket này thì mình sẽ copy cái tên và quay trở lại với Visual Studio Code và paste vào cái giá trị của file config. Tiếp theo bước thứ 7 thì các bạn sẽ tạo giúp mình một cái file cuối cùng có tên là terraform.tf-va. Thì nhiều các bạn đã tìm hiểu về Terraform thì có thể sẽ biết là những cái file kết thúc bằng đuôi .tf-va sẽ được dùng để lưu trữ giá trị của cái tham số. Và các cái tham số này là cách mà mình sẽ tăng cái độ tái sử dụng của Terraform Code. Thì cũng tương tự như bước 5 và 6 thì mình đã chuẩn bị một cái file có tên là terraform.tf-va.sample. Việc các bạn cần làm là copy cái file này, sau đấy sửa cái phần tên, bỏ cái phần .sample đi. Ở trong cái file này thì cũng sẽ có một số các cái tham số các bạn cần phải thay đổi giá trị. Đầu tiên là Project ID. Đây là cái GCP Project ID mà các bạn đã tạo. Thì mình có thể mở cái file .env và copy từ cái biển Google gạch dưới Project. Tiếp theo là cái tham số region, thì các bạn sẽ lựa chọn một cái region phù hợp với cái nơi mà các bạn muốn deploy infrastructure. Bởi vì thì mình làm việc ở Tokyo cho nên là mình cũng chọn cái region là Tokyo, tức là Asia to Northeast 1. Nếu các bạn ở Việt Nam hoặc các nước khác thì có thể lựa chọn một cái region phù hợp hơn. Tiếp theo cái tham số DB config thì hiện tại mình sẽ để nguyên, các bạn không cần thay đổi. Tiếp theo là cái tham số repo gạch dưới user gạch dưới name. Thì đấy là cái GitHub Account ID mà các bạn đã dùng để fork 4 cái GitHub Repository mà mình đã chuẩn bị. Thì ở trong trường hợp của mình thì mình sẽ thay đổi thành là LQP2792. Đây là cái GitHub Account ID mà mình đã dùng. Và cuối cùng là cái tham số Secrets ID. Thì đấy là các cái ID có được khi mình sử dụng dịch vụ Secrets Manager ở trên Google Cloud. Thì ở trong cái Secrets ID này thì mình sẽ cần phải lưu trữ hai cái thông tin là database password và GitHub token. Còn hai cái secret liên quan đến AlgoCD thì hiện tại ở trong phần này thì các bạn có thể bỏ qua, không cần thiết lập. Thì đối với GitHub token thì đây là một cái personal access token mà các bạn có thể tạo từ GitHub account. Thì để tạo được cái GitHub token này thì mình sẽ quay trở lại với màn hình của GitHub nhé. Đầu tiên thì mình sẽ click vào avatar profile và sau đấy lựa chọn setting. Ở trong menu setting thì mình sẽ kéo xuống cuối cùng và lựa chọn developer setting. Tiếp theo ở trong này thì mình sẽ chọn tiếp là personal access token và sau đấy là generate new token. Ở phần tên của token thì mình sẽ điền là devops. Còn phần expiration, tức là cái thời gian sử dụng cái token này, thì mình sẽ để nguyên là 30 ngày. Và khi mà gần hết thời gian sử dụng của cái token này thì sẽ có một cái email từ GitHub gửi tới cái tài khoản email đã đăng ký GitHub account của bạn. Thì các bạn sẽ cần phải refresh lại cái token này nếu các bạn muốn tiếp tục sử dụng. Và cuối cùng là scope, thì ở đây các bạn sẽ cần phải lựa chọn là scope là repo và workflow. Thì khi chọn hai cái scope này thì tức là nếu các bạn sử dụng cái token này thì sẽ có quyền quản lý các cái GitHub repository, sau đấy là sẽ có quyền sử dụng GitHub action workflow.
Sau khi đã tạo xong cái token thì ở trên màn hình GitHub sẽ hiện một cái chuỗi ký tự. Việc các bạn cần làm là copy và backup lại cái chuỗi ký tự này, bởi vì cái chuỗi này sẽ chỉ hiện một lần duy nhất khi các bạn khởi tạo cái token. Thì tiếp theo thì mình sẽ quay trở lại với màn hình dashboard của Google Cloud Platform. Đầu tiên thì mình sẽ mở menu và lựa chọn cái menu là Security. Ở trong phần submenu thì mình sẽ chọn tiếp là Secrets Manager. Thì bởi vì đấy là một cái GCP project mới cho nên là mình cũng cần phải cấp phép sử dụng dịch vụ Secrets Manager. Thì cái quá trình này mất tầm 30 giây. Tiếp theo thì mình sẽ tạo mới một cái Secret. Ở phần tên của Secret thì mình sẽ điền là to do app trừ GitHub trừ token. Còn ở phần Secret Value thì mình sẽ paste cái Personal Access Token vào đây. Các cái setting khác thì mình sẽ để nguyên và cuối cùng mình sẽ ấn là Create Secret. Thì tiếp theo thì mình sẽ tạo một cái secret khác có tên là to do app trừ db trừ password. Ở cái phần secret value thì để sinh ra được cái database password ấy, thì mình sẽ sử dụng một cái page khác. Thì ở trong cái page này đầu tiên thì mình sẽ sửa lại một chút là cái chuỗi password chỉ bao gồm 12 ký tự và sẽ bỏ một số các cái option. Sau khi đã sinh ra được cái password thì mình sẽ copy và paste vào cái phần secret value ở bên cái màn hình secret manager. Như vậy đến thời điểm này thì mình đã tạo xong hai cái secret ID là to do app trừ db trừ password và to do app trừ github trừ token. Tiếp theo thì mình sẽ quay trở lại với Visual Studio Code và copy những cái ID mà mình đã tạo vào trong các cái tham số secret ID. Ở thời điểm này thì chúng ta coi như là đã hoàn tất khởi tạo những cái file, những cái secret cần thiết để chạy được Terraform Code. Tiếp theo, trước khi bắt đầu quá trình Provision Infrastructure thì mình cần lưu ý các bạn một chút là ở trong video này thì mình sẽ thực hiện quá trình này ở trên ngay chính môi trường dev của mình. Nhưng trong thực tế thì các bạn sẽ cần phải setup môi trường CI/CD. Sau đấy các member ở trong team quản lý infrastructure sẽ sử dụng môi trường CI/CD để thực hiện các cái tác vụ liên quan đến provision hay là thay đổi infrastructure của hệ thống. Ok, tiếp theo thì mình sẽ quay trở lại với terminal của Visual Studio Code. Đầu tiên thì mình đã chuẩn bị một cái file shell script để dùng riêng chạy Terraform. Ở trong cái shell script này thì mình sẽ load các cái tham số trong file .env mà các bạn đã tạo ở bước 5. Là sẽ load hai cái biến Google gạch dưới project và Google gạch dưới application gạch dưới credential thành environment variable, tức là biến môi trường để Terraform sử dụng. Thì như các bạn đã biết, khi chạy Terraform lần đầu thì các bạn sẽ cần phải chạy command là Terraform init. Ở trong cái shell script này các bạn có thể thấy có một nhánh if else. Ở cái nhánh if thì khi có cái tham số init được truyền vào thì mình sẽ sử dụng thêm một cái option là trừ backend trừ config gắn với command Terraform và sẽ trỏ từ cái file là config.gcs.tf-backend mà mình đã tạo ở bước 6 để config remote backend cho Terraform. Tiếp theo thì mình sẽ chạy Terraform init. Các bạn nhìn vào phần console log thì có thể thấy là Terraform sẽ lần lượt tải các cái provider mà mình đã sử dụng về cái môi trường dev của mình. Và ngoài ra các bạn có thể thấy là sẽ có một cái folder có tên là .terraform được tự động tạo ra. Thì các cái provider sẽ được tải về và lưu trong cái folder này. Sau khi đã chạy thành công Terraform init thì thường mình sẽ chạy tiếp là Terraform plan để kiểm tra cái execution plan. Sau khi chạy command Terraform plan và chờ một chút thì Terraform sẽ hiển thị cái execution plan. Ở đây các bạn có thể thấy là có tổng cộng 61 resource sẽ được tạo mới, bởi vì đây là lần đầu tiên mình chạy cái Terraform code này. Tiếp theo thì mình sẽ lần lượt giải thích các cái resource từ dưới lên. Đầu tiên là cái resource module.gkeyauth. Cái module này sẽ được dùng để lấy thông tin access từ GKE cluster. Tiếp theo là resource randomid sql bucket suffix. Mình lưu ý các bạn một chút là có một số các cái resource ở trên Google Cloud khi đặt tên thì cần phải tránh bị trùng. Với mình ấy, thì mình hay sử dụng cái random provider của Terraform để sinh ra một cái chuỗi ký tự ngẫu nhiên và sau đấy gắn vào cái phần tên của resource. Ở đây thì là mình sẽ gắn một cái random ID
vào tên của cái Google Cloud Storage Bucket dùng để lưu trữ file SQL của cái sample application mà mình đang deploy. Tương tự tiếp theo ấy, thì mình sẽ tạo một cái random ID khác để gắn vào tên của Workload Identity Pool. Thì đây là một cái chức năng liên quan đến Workload Identity Federation, là một cái chức năng trên Google Cloud mà mình sử dụng để cung cấp quyền access tới Google Cloud Resource như là Artifact Registry, GK Cluster đối với GitHub Action Workflow. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về Workload Identity Federation thì có thể tìm đọc cái document, và mình sẽ để cái document này ở dưới phần description. Tiếp theo là cái Resource Kubernetes Request DB Credential. Thì mình sẽ dùng Terraform để provision một cái Kubernetes secret vào trong GK Cluster. Ở trong cái secret này thì sẽ lưu trữ thông tin về database user, password cũng như là connection name của Cloud SQL Database Instance. Tiếp theo là một cái resource Kubernetes namespace. Mình sẽ tạo một cái namespace có tên là application, và sau này ấy, thì mình sẽ deploy cái sample application của mình vào trong cái namespace này. Tiếp theo là cái resource Google Storage Bucket IAM Member. Resource này được dùng để cấp quyền storage admin tới Cloud Storage Bucket mà mình sử dụng để lưu file dump SQL. Thì ở đây sẽ có hai cái service account được cấp cái quyền này. Một service account thì sẽ được sử dụng ở trong GitHub Action Workflow, còn một cái service account khác thì là cái service account được gắn với Cloud SQL Database Instance khi khởi tạo cái Database Instance. Tiếp theo là resource Google Storage Bucket. Thì đây là cái resource được dùng để tạo cái Google Cloud Storage Bucket mà mình sẽ dùng để lưu trữ file dump SQL. Resource Google SQL User thì dùng để tạo cái user trong Cloud SQL. Thì backend API sẽ sử dụng cái thông tin username và password của cái user này để access. Resource Google SQL Database Instance thì được dùng để khởi tạo Cloud SQL Database Instance dùng cho cái sample application của mình. Thì cái database instance này sẽ chạy với phiên bản MySQL 8.0. Resource Google SQL Database được sử dụng để khởi tạo một cái database có tên là To Do App. Cái resource là Google Service Account Key thì sẽ sinh ra một cái JSON key file của Service Account. Và sau này thì mình sẽ gắn cái nội dung của cái JSON key file này vào secret của cái backend repository. Tiếp theo là resource Google Service Account IAM Member. Thì khi mình tạo GK Cluster thì mình sẽ sử dụng một chức năng có tên là Workload Identity. Thì đây là một chức năng riêng của Google Kubernetes Engine. Chức năng này sẽ giúp đồng bộ quyền của Service Account trong Kubernetes Cluster với quyền của Service Account được chỉ định trên Google Cloud. Ở đây thì mình sẽ gắn cái IAM Roles là Workload Identity User tới cái service account trong Kubernetes cluster là backend-sa. Các bạn sẽ cần phải đọc thêm về chức năng Workload Identity nếu muốn hiểu rõ hơn về chức năng này. Thì cũng tương tự thì mình sẽ có ba cái resource là Google Service Account IAM Member khác, nhưng mà ba cái resource này sẽ khác một chút là cấp quyền sử dụng chức năng Workload Identity Federation tới GitHub Action Workflow. Tiếp theo là Google Service Account Node Pool. Mỗi cái instance chạy ở trong GK Cluster sẽ cần phải gắn một cái Service Account. Thì đây là cái Service Account sẽ được sử dụng. Tiếp theo cũng là một cái resource Google Service Account. Tuy nhiên thì đây là cái Service Account sẽ được sử dụng với chức năng Workload Identity Federation. Tiếp theo là một cái Service Account khác để sử dụng với GitHub Action Workflow để load SQL dump file vào database. Resource Google Project IAM Member thì mình sẽ cần phải gắn IAM Roles Cloud SQL Client tới Service Account Node Pool. Khi gắn cái IAM Roles này thì các cái instance ở trong GK Cluster sẽ có quyền access tới Cloud SQL. Tiếp theo thì mình cũng sẽ gắn IAM Roles Container.admin vào Service Account để cái GitHub Action Workflow sẽ có quyền deploy vào GK Cluster. Resource Google IAM Workload Identity Pool Provider thì đây là cái resource để config sử dụng chức năng Workload Identity Federation với GitHub. Resource Google IAM Workload Identity Pool sẽ tạo ra một cái object là Workload Identity Pool để setup với GitHub. Tiếp theo, Google Container Node Pool Primary Node sẽ tạo một cái node pool ở trong GK Cluster. Resource Google Container Cluster thì sẽ khởi tạo một cái GK Cluster.
Google Compute Subnetwork thì sẽ khởi tạo cái subnetwork để cung cấp giải IP address cho các cái instance ở trong GK cluster. Tiếp theo là resource Google Compute Network sẽ khởi tạo một cái VPC để chúng ta có thể khởi tạo các cái subnetwork. Tiếp theo là resource Google Compute Global Address khởi tạo một cái public IP address. Và sau này thì cái IP address này sẽ được gắn vào cái ingress và mình sẽ sử dụng để access tới cái sample application của mình. Tiếp theo nữa là cái resource Google Compute Firewall thì dùng để setup firewall tới các cái instance trong gcluster. Tiếp theo là resource Google Artifact Registry Repository IAM Member thì sẽ gắn quyền Artifact Registry.reader tới cái service account node pool, và vì vậy thì các cái instance ở trong GK cluster sẽ có quyền pull container image từ Artifact Registry. Resource Google Artifact Registry Repository thì sẽ khởi tạo một cái repository và mình sẽ push các cái container image vào cái repository này. Và cuối cùng là một loạt các cái GitHub Action Secrets. Thì ở trong cái video hands-on này thì mình sẽ sử dụng Terraform để tự động khởi tạo các cái secrets ở trên màn hình GitHub. Thì khi các bạn chạy GitHub Action Workflow thì sẽ sử dụng các cái secrets này. Về cơ bản thì mình đã giới thiệu xong một lượt các cái resource sẽ được tạo ra. Thì nói chung ấy là sẽ hơi phức tạp một chút và các bạn sẽ cần phải dành thời gian để xem kỹ source code thì sẽ dễ hiểu hơn. Tiếp theo thì mình sẽ deploy Terraform plan bằng command là terraform.sh apply. Ở đây Terraform sẽ in lại một lần nữa cái execution plan. Thì bởi vì mình đã hoàn tất kiểm tra một lần rồi cho nên ấy thì mình sẽ gõ yes và bắt đầu quá trình provision infrastructure. Các bạn có thể thấy là Terraform sẽ lần lượt tạo ra các cái resource trong execution plan và mỗi cái resource sẽ được tạo theo thứ tự. Terraform sẽ tự động tính toán cái thứ tự này dựa trên cái quan hệ phụ thuộc giữa các cái resource này với nhau. Thì ở trong cái execution plan này sẽ có một số các cái resource cần rất nhiều thời gian để khởi tạo, trung bình là từ 5 đến 10 phút. Thì để tiết kiệm thời gian thì lúc edit video này thì mình đã chỉnh tốc độ nhanh lên một chút này. Đầu tiên là cái resource Google SQL Database Instance. Tiếp theo là cái resource Google Container Node Pool. Sau khi quá trình provision infrastructure kết thúc ấy, thì sẽ có cái dòng là apply complete và các bạn có thể thấy là đã có 61 resource được khởi tạo. Tiếp theo sau khi đã hoàn tất provision infrastructure sử dụng Terraform, tiếp theo thì mình sẽ quay trở lại màn hình dashboard của Google Cloud Platform và kiểm tra một lượt các cái resource đã được tạo. Đầu tiên thì mình sẽ mở menu và chọn Kubernetes Engine. Thì sau khi cái màn hình Kubernetes Engine load xong ấy thì mình sẽ có một cái gcluster đã được tạo ra với tên là todoapp.cluster. Tiếp theo thì mình sẽ kiểm tra thông tin của cluster này bằng cách là click vào cái tên của cluster. Ở đây kéo xuống một chút thì các bạn có thể thấy là location time của cluster này là zone và cluster này hiện đang được deploy vào zone Asia-NE1-A tức là Tokyo. Tiếp theo thì mình sẽ kiểm tra các cái nodes ở trong cluster này. Ở đây thì mình sẽ có một cái node pool và cái số lượng node hiện tại là 1. Cái node pool này có thể tự động auto scaling từ 1 đến 4 node. Tiếp theo ấy thì mình sẽ thử access tới cái gì cái cluster này. Đầu tiên ấy thì mình sẽ click vào cái tab connect ở phía trên. Thì sau khi click xong sẽ có một cái pop-up hiện ra và ở trong cái pop-up này sẽ có một cái command dùng để authorize tới GK cluster.
sử dụng gcloud. Và tiếp theo thì mình sẽ chạy cái command này ở trong Cloud Shell bằng cách ấn vào cái nút Run in Cloud Shell. Nếu đây là lần đầu các bạn chạy Cloud Shell ấy, thì Google Cloud sẽ phải provision Cloud Shell. Thì cái quá trình này có thể sẽ tốn thời gian một chút. Sau khi provision Cloud Shell hoàn tất thì cái command authorize tới gkcluster cũng sẽ được tự động copy sẵn vào. Và tiếp theo là mình sẽ ấn Enter và sau đó là authorize. Lúc này ở trên console log của Cloud Shell, các bạn có thể thấy là có cái log là kubeconfig của todoapp cluster đã được tạo ra. Tiếp theo thì mình sẽ chạy các cái command của kubectl để kiểm tra gkcluster này. Đầu tiên là mình sẽ kiểm tra các cái namespace bằng command kubectl get namespace. Thì các bạn có thể thấy là hiện đang có một cái namespace có tên là application. Và sau này thì mình sẽ deploy sample application của mình vào cái namespace này. Các bạn lưu ý là cái namespace này mình tự động tạo ra bằng Terraform. Ngoài ra thì chúng ta có các namespace khác như là default của Kubernetes system thì các bạn có thể bỏ qua. Tiếp theo thì mình sẽ kiểm tra các cái secrets ở trong gkcluster bằng command kubectl get secrets. Ở đây thì mặc định là command kubectl sẽ sử dụng namespace là default, mà cái mình muốn là kiểm tra ở trong namespace application, cho nên này thì mình sẽ cần phải chạy tiếp với option là trn application. Các bạn có thể thấy là sẽ có một secret có tên là db tree credential và cái secret này sẽ được sử dụng bởi các backend container để access tới cloud SQL. Tiếp theo thì mình sẽ kiểm tra config map ở trong gkcluster. Thì hiện tại thì mình chưa tạo cái config map nào hết. Và cuối cùng là kiểm tra các pods ở trong gkcluster này. Cũng tương tự như config map, hiện tại mình chưa deploy gì hết vào gkcluster này, cho nên sẽ không có pod nào đang hoạt động. Tiếp theo ấy, thì mình sẽ đóng Cloud Shell và quay trở lại màn hình thông tin của gkcluster. Thì mình sẽ kéo xuống phía dưới và các bạn có thể thấy là ở phần networking sẽ có hiển thị cái VPC mà mình tạo ra để thiết lập networking cho cái cluster này, có tên là todoapp-vpc. Thì mình sẽ thử click vào. Ở trong giao diện thông tin của VPC thì mình sẽ kéo xuống và các bạn có thể thấy là có một cái subnetwork đã được tạo ra. Thì mình sẽ click vào cái subnetwork này. Subnetwork này sẽ cung cấp một cái giải CIDR là 10.2.0.0-16 để cung cấp IP address cho các node ở trong gkcluster. Và ngoài ra thì cái subnetwork này cũng sẽ có hai cái secondary IP range để cung cấp IP address cho service và pods ở trong gkcluster. Thì đây là setup cần thiết khi khởi tạo VPC native gkcluster. Tiếp theo thì mình sẽ click vào cái menu external IP address. Ở đây các bạn có thể thấy là mình đã tạo ra một cái public IP address và sau này thì mình sẽ gắn cái IP address này vào ingress của gkcluster và mình sẽ sử dụng để access tới màn hình của cái sample application. Thì hiện tại thì mình chưa gắn cái public IP address này vào bất cứ cái resource nào. Tiếp theo thì mình sẽ mở cái menu và kiểm tra Artifact Registry là dịch vụ mình dùng để lưu trữ container image. Ở đây thì các bạn có thể thấy là có một cái repository có tên là todoapp-repository, format là Docker và location là Tokyo. Hiện tại thì mình chưa deploy bất kỳ container image nào vào cái repository này. Tiếp theo thì mình cũng sẽ kiểm tra Cloud SQL. Ở đây thì mình có một cái database instance có tên là todoapp, phần phía sau là một cái chuỗi random ID. Tiếp theo thì mình sẽ kiểm tra thông tin chi tiết của cái database instance này và ở trong cái màn hình này sẽ có một cái thông tin các bạn cần lưu ý nhất có tên là connection name. Sau này thì mình sẽ sử dụng cái connection name này để có thể access được tới database từ backend container. Tiếp theo thì mình sẽ click vào menu database. Và các bạn có thể thấy là trong cái database instance này sẽ có một cái database có tên là todoapp đã được tạo ra. Tiếp theo thì mình sẽ click vào menu user. Thì mình cũng đã tạo sẵn một cái user có tên là admin và mật khẩu của cái user này chính là giá trị của cái secret db-password mà chúng ta đã tạo ở trong secret manager. Thì những cái thông tin này mình đều tự động hóa bằng Terraform hết. Tạm thời thì đã kiểm tra xong Cloud SQL. Tiếp theo mình sẽ mở cái menu IAM and admin và lựa chọn Workload Identity Federation. Thì mình sẽ sử dụng cái chức năng này để có thể authorize từ GitHub Action Workflow tới Google Cloud. Ở trong cái chức năng này có một cái khái niệm gọi là Workload Identity Pool. Thì các bạn có thể thấy là mình đã tạo ra một cái pool có tên là GitHub
trừ pool và phía sau sẽ gắn thêm một cái đoạn random ID. Tiếp theo thì mình sẽ click vào cái tab Connected Service Account. Ở phía bên phải và các bạn có thể thấy tên của cái service account hiện đang được gắn vào cái workload identity pool này. Tiếp theo thì mình sẽ kiểm tra các cái service account đã được tạo ra tự động bằng Terraform. Ở trong cái màn hình này các bạn sẽ có 3 cái service account. Đầu tiên này là một cái service account để sử dụng trong GitHub Action Workflow với mục đích là load file SQL vào database. Tiếp theo là một cái service account sẽ được sử dụng với cái chức năng Workload Identity Federation. Và cuối cùng ấy là một cái service account được gắn vào các node ở trong Zcluster. Về cơ bản thì mình đã kiểm tra sơ qua các cái resource được tự động tạo ra bằng Terraform. Ở phần tiếp theo này thì mình sẽ giải thích các cái CI pipeline mà mình viết bằng GitHub Action Workflow. Đầu tiên thì mình sẽ mở backend repository ở trên GitHub và sau đó click vào cái tab là Setting. Ở trong Setting các bạn có thể thấy có một cái menu có tên là Secrets và trong Secrets này sẽ có hai cái lựa chọn là Action và Dependable. Thì mình sẽ lựa chọn Action, tức là kiểm tra các GitHub Action Secrets. Thì các bạn có thể thấy là ở trong này sẽ có một list dài của các cái Secrets và các bạn lưu ý là những cái Secrets này sẽ được tự động tạo ra bằng Terraform Code. Đầu tiên là Secrets DB Instance Name là tên của cái Cloud SQL DB Instance. Tiếp theo là DB Name là tên của database. Ở đây giá trị sẽ là ToDoApp. Hai cái Secrets này sẽ được sử dụng khi mình chạy hay là trigger cái workflow để load file SQL vào database. Tiếp theo là Secrets GCP Artifact Registry ID và Registry Location là những cái thông tin cần thiết của cái Artifact Registry Repository mà mình đã tạo để lưu trữ container image. Tiếp theo là GCP Project, thì cái secret này sẽ có giá trị là depop-gki-argo-cd. Tiếp theo là hai cái secrets liên quan đến chức năng Workload Identity Federation. Đầu tiên sẽ là Workload Identity Provider và tiếp theo là Workload Identity Service Account. Thì đây là hai cái thông tin cần thiết để sử dụng chức năng Workload Identity Federation từ GitHub Action Workflow. Tiếp theo sẽ là hai secrets GCS Service Account Key được dùng để authorize gCloud SDK và GCS SQL Bucket là tên của cái Google Cloud Storage Bucket mà mình sẽ dùng để upload file SQL. Và tiếp theo sẽ là Manifest Repository là tên của cái repository dùng để lưu trữ Kubernetes Manifest File, là cái GitHub Repository thứ tư mà mình đã chuẩn bị. Và cuối cùng là PAT hay là viết tắt của Personal Access Token, là giá trị của cái secret này sẽ là cái chuỗi Personal Access Token mà chúng ta đã tạo ở phần trước. Cách sử dụng những cái secret này thì mình sẽ giải thích ở cái phần sau. Tiếp tục với Frontend Repository thì mình sẽ mở Setting và kiểm tra GitHub Action Secrets. Ở trong cái secret này cũng sẽ được gắn một số các cái secrets tương tự với bên Backend Repository và sẽ chỉ có một secret khác có tên là Public IP Address. Thì cái secret này sẽ có giá trị là cái Public IP Address được dùng để access tới sample application mà mình đã tạo bằng Terraform. Tiếp theo mình sẽ chuyển qua Manifest Repository và cũng sẽ mở Setting và kiểm tra GitHub Action Secrets. Đối với cái repository này thì mình gắn một số các cái GitHub Action Secrets và sẽ sử dụng để thay thế giá trị vào bên trong Kubernetes Manifest File. Đầu tiên sẽ là Database Connection Name, là cái chuỗi connection name được dùng để connect tới Cloud SQL. Tiếp theo tương tự là hai cái secrets để sử dụng chức năng Workload Identity Federation mà mình sẽ bỏ qua. Tiếp theo là các cái secrets liên quan tới GK Cluster. Đầu tiên là secrets backend gạch dưới SA là tên của cái service account sẽ được tạo ra ở trong GK Cluster và sử dụng bởi cái backend port. Tiếp theo là GK Cluster Location là tên, region hay là zone mình dùng để deploy GK Cluster. Tiếp theo là cluster name là tên của GK Cluster. Tiếp theo là GK Service Account là tên của cái Service Account được sử dụng với chức năng Workload Identity trong GK Cluster. Các bạn lưu ý Workload Identity Federation và chức năng Workload Identity ở trong GK Cluster là hai chức năng khác nhau. Và cuối cùng là Secrets Public IP Name là tên của cái Resource Public IP Address để gắn vào Ingress. Tiếp theo thì mình sẽ quay trở lại với Backend Repository và giải thích cái workflow để build backend container image. Thì mình sẽ mở cái file .github, sau đấy là vào folder workflow và cái file là build.xaml.
Ở trong cái workflow này, đầu tiên thì mình sẽ đặt một cái biển định nghĩa tên của container image, là cái image sẽ được deploy vào Artifact Registry. Thì các bạn có thể tham khảo cái document về Artifact Registry để hiểu kỹ hơn về cái chuỗi tên này. Tiếp theo là cái job đầu tiên trong workflow, setup, build and push. Ở trong step thứ hai của cái workflow này thì mình sẽ authenticate tới Google Cloud sử dụng chức năng Workload Identity Federation. Ở đây thì mình sẽ cần chỉ định hai giá trị là Workload Identity Provider và Service Account. Thì mình sẽ dùng cái giá trị của hai cái secret mà mình đã setup. Ngoài ra thì để sử dụng Workload Identity Federation thì mình cũng sẽ phải thêm cái config liên quan tới permission ở trong workflow. Tiếp theo là step để setup GCloud SDK. Thì mặc định ấy, ở trong cái action này cũng sẽ sử dụng ngầm các chức năng liên quan đến Workload Identity Federation, cho nên thì mình sẽ không cần chỉ định các cái tham số gì hết. Và tiếp theo thì mình sẽ cần phải authorize tới Artifact Registry để có thể push được container image từ GitHub Action Workflow, và mình sẽ dùng command là gcloud auth config docker. Và tiếp theo là hai step docker build và docker push. Sau khi đã push container image lên Artifact Registry thì mình sẽ có một cái job thứ hai. Mục đích của cái job này là sẽ tạo một cái pull request gửi tới cái manifest repository để cập nhật container image. Step đầu tiên trong cái job này sẽ clone cái manifest repository về cái workspace của GitHub Action Workflow, và tên của cái repository thì mình sẽ lấy từ secret. Sau đó thì mình sẽ cài đặt Customize. Thì đây là cái công cụ để quản lý template Kubernetes manifest file. Tiếp theo thì mình sẽ thay đổi tên của cái backend container image bằng command Customize edit set image. Sau đó thì mình sẽ tạo một cái pull request tới manifest repository. Mục đích ở đây là mình muốn kiểm tra tất cả các cái thay đổi trước khi deploy Kubernetes manifest file vào GKE cluster. Tương tự, mình sẽ chuyển sang frontend repository, và trong cái repository này cũng sẽ có một cái workflow để build frontend container image. Ở trong file YAML của cái workflow này thì mình cũng sẽ có các cái step tương tự. Đầu tiên là authenticate tới Google Cloud sử dụng Workload Identity Federation, sau đó là authorize tới GCloud SDK và Artifact Registry. Ở đây thì cái step build Docker image sẽ hơi khác một chút, là mình sẽ có thêm command echo và sau đó sẽ tạo một cái file có tên là .env.production. Trong cái file này thì mình sẽ config environment variable React App API endpoint, và giá trị của cái biển môi trường này thì mình sẽ lấy là mở đầu bằng HTTP, sau đấy là cái public IP address và kết thúc sẽ bằng là gạch chéo API. Đây là cái URL để connect tới backend API. Nếu các bạn đã từng sử dụng Create React App ấy, thì sẽ biết là lúc build output JS file, Create React App có thể tự động load các cái file mở đầu bằng .env và sẽ đọc các cái giá trị ở trong cái file này và thay thế các cái environment variable được sử dụng ở trong source code. Sau khi build và push container image lên Artifact Registry thì mình tương tự cũng sẽ có một cái job khác để tạo một cái pull request gửi tới manifest repository để cập nhật thay đổi liên quan đến frontend container image. Tiếp theo, chuyển qua manifest repository, mình cũng sẽ có một cái workflow để deploy Kubernetes manifest file vào GKE cluster. Cái workflow này mình viết với mục đích là test, cho nên sẽ được kích hoạt thủ công. Tức là mình sẽ trigger cái workflow này ở trên màn hình của GitHub Action. Và sau này ấy, thì mình sẽ tự động hóa cái quá trình deploy Kubernetes manifest file sử dụng Argo CD. Tiếp theo thì mình sẽ mở cái file YAML của cái workflow này, thì cũng tương tự với các cái workflow ở bên backend và frontend repository khi build container image. Đầu tiên thì mình cũng cần phải authenticate tới Google Cloud sử dụng chức năng Workload Identity Federation. Sau đó ấy, là mình sẽ cần phải access truy vấn cái GKE cluster credential, và ở đây thì mình sẽ cần phải chỉ định tên cũng như location của cluster. Và những cái thông tin này thì mình sẽ lấy từ secret. Step tiếp theo, mình sẽ cài đặt Customize. Sau khi cài đặt xong, ở step cuối cùng là mình sẽ deploy manifest file. Ở đây các bạn có thể thấy là mình sử dụng command set để thay thế hay là replace các cái giá trị ở trong Kubernetes manifest file thành các cái giá trị mình lưu ở trong GitHub Action secret. Đầu tiên là cái email của cái service account được gắn vào cái chức năng Workload Identity trong GKE cluster. Sau đó sẽ là tên của cái service account mình sẽ tạo ở trong GKE cluster.
và cuối cùng là tên của cái resource public IP address để gắn vào Kubernetes ingress resource. Để hoàn tất thì mình sẽ dùng command customize build, sau đấy pipeline với command kubectl apply, và đồng thời mình cũng sẽ chỉ định namespace. Ở đây cái giá trị của secret này sẽ là application, tức là mình sẽ deploy sample application vào namespace application. Vừa rồi thì mình đã giải thích các cái GitHub action workflow liên quan đến quá trình CI/CD. Tuy nhiên, trước khi mình bắt đầu build container image và deploy vào GK cluster thì mình sẽ cần phải load một cái file SQL chứa thông tin, chứa các cái lệnh để tạo được các cái bảng cần thiết để cái sample application của mình có thể chạy được. Tiếp theo thì mình sẽ quay trở lại với backend repository. Thì ở trong cái repository này các bạn có thể thấy là có một cái folder có tên là migration, và trong này sẽ có một cái file có tên là table.sql. Thì đây là cái file dump SQL, và trong này sẽ có một câu lệnh create table để tạo cái table cần thiết để chạy được cái sample application to do up. Cái table này sẽ có tên là touch. Và ngoài ra thì mình cũng đã chuẩn bị một cái GitHub action workflow khác để load cái file SQL này vào trong Cloud SQL Database Instance. Tiếp theo thì mình sẽ mở cái file YAML của cái workflow này. Thì ở trong này sẽ hơi khác một chút, là ở step 2 ấy, thì mình sẽ authenticate tới Google Cloud sử dụng Service Account Key thay vì là sử dụng Workload Identity Federation. Lý do bởi vì là ở step 4 khi mình sử dụng command gsuntil thì để cái command này authorize với Google Cloud thì mình phải sử dụng Service Account Key, bởi vì là cái command này hiện tại chưa hỗ trợ chức năng Workload Identity Federation. Ở trong step này thì mình sẽ sử dụng command gsuntil cp để upload cái file SQL trong thư mục migration lên Cloud Storage Bucket. Sau đó ở bước thứ 5, bước cuối cùng, thì mình sẽ dùng command gcloud sql import để load cái file SQL ở trên cái Cloud Storage Bucket vào bên trong database. Tiếp theo thì mình sẽ bắt đầu trigger cái GitHub Action Workflow này. Đầu tiên thì mình sẽ ấn vào cái tab Action, bởi vì là đấy là lần đầu tiên mình sử dụng GitHub Action cho cái repository này, cho nên là mình sẽ cần phải kích hoạt. Các bạn lưu ý là các bạn cũng sẽ phải kích hoạt đối với các cái repository là Frontend và Manifest. Sau khi đã cấp phép xong ấy, thì mình sẽ trigger cái workflow upload và load SQL dump file. Chứ để trigger cái workflow này thì mình sẽ ấn vào cái nút run workflow ở phía bên phải, và đối với branch thì mình mặc định sẽ sử dụng main branch. Sau khi cái workflow này chạy, các bạn sẽ thấy có một cái job là load dump hiện ra, thì mình có thể click vào để kiểm tra output của cái job này. Sau khi cái job này chạy xong thì tức là cái file SQL sẽ được load vào database, và cái database của mình thì đã có các cái table cần thiết để chạy được cái application. Tiếp theo thì mình sẽ trigger cái GitHub action workflow để build container image cho backend và frontend repository. Bởi vì cái repository này bản chất là được fork từ một cái repository gốc ở trên cái tài khoản GitHub của mình, và ở trong cái repository gốc đã có sẵn các cái tag mà mình đã push lúc mình test cái GitHub action workflow. Thì hiện tại cái tag mới nhất là v1.0.9, và cái workflow build container image sẽ hoạt động khi mà có một cái tag mới được push vào repository. Tiếp theo thì mình sẽ push một cái tag mới có tên là v1.0.10, và đầu tiên thì mình sẽ cần phải clone code của backend repository về cái môi trường dev của mình. Sau khi clone xong thì mình sẽ gõ tiếp command là git tag v1.0.10, và sau đó sẽ là command git push --tag. Tương tự thì mình cũng sẽ clone frontend repository về môi trường dev của mình. Sau khi clone xong thì mình sẽ quay trở lại và kiểm tra cái tag mới nhất của cái repository này. Hiện tại cái tag mới nhất là v1.0.5, cho nên để trigger cái workflow thì mình sẽ push một cái tag mới có tên là v1.0.6. Vừa rồi mình đã push hai cái tag mới lên frontend và backend repository. Tiếp theo thì mình sẽ kiểm tra cái GitHub action workflow đã được kích hoạt khi mình push cái tag này. Đầu tiên sẽ là backend repository. Thì khi này các bạn có thể thấy
là có một cái workflow đang được chạy với cái tag hiện tại. Tag vừa được push là V1.0.10. Mình sẽ mở cái job setup build and publish Docker image và kiểm tra các cái step. Thì hiện tại thì cái job này đang chạy đến step là build container image. Thì sau khi build xong thì cái job này sẽ push container image lên artifact registry. Tương tự thì mình sẽ kiểm tra frontend repository. Thì các bạn cũng sẽ thấy là có cái workflow đang chạy để build container image cho tag V1.0.6. Thì mình sẽ chờ một chút và sau đấy quay trở lại với backend repository. Thì như các bạn có thể thấy là hiện tại thì hai cái job ở trong workflow build container image đã chạy hoàn tất. Ở trong cái job update k.met manifest file thì cái step tạo cái pull request cũng đã chạy thành công. Và mình sẽ chờ cho đến khi cả backend và frontend repository cùng hoàn tất chạy cái workflow để build container image. Tiếp theo thì mình sẽ quay trở lại với màn hình của Google Cloud Platform và kiểm tra artifact registry. Đầu tiên thì mình sẽ mở menu, kéo xuống và chọn artifact registry. Thì ở trong cái repository là todoapp-repository thì các bạn sẽ có thể thấy là có hai cái container image là todoapp-backend và todoapp-frontend. Thì đối với todoapp-backend thì cái version hiện tại là 1.0.10. Còn đối với frontend thì hiện tại là 1.0.6. Tiếp theo thì mình sẽ quay trở lại với GitHub và mở cái repository manifest lên. Thì ở trong cái repository này thì mình sẽ mở cái tab pull request. Lúc này các bạn có thể thấy là có hai cái pull request với tiêu đề là update container image, lần lượt là của frontend và backend. Đầu tiên thì mình sẽ mở cái pull request của frontend. Ở trong cái pull request này thì các bạn có thể thấy là tên của container image đã được thay đổi. Thì cái nội dung ok, cho nên là mình sẽ merge vào branch main. Tiếp theo thì mình cũng sẽ làm tương tự với cái pull request để update backend container image. Sau khi đã update xong thì mình sẽ mở tiếp cái file là customization.xaml ở cái thư mục group. Thì ở trong cái file này các bạn có thể thấy là tên của cái hai container image đã được cập nhật lại. Tiếp theo là mình sẽ bắt đầu deploy Kubernetes manifest file vào GK cluster. Mình sẽ mở tab action và cấp phép sử dụng GitHub action. Tiếp theo thì mình sẽ trigger cái workflow để deploy Kubernetes manifest file. Sau khi trigger xong thì mình sẽ click vào cái job đầu tiên để kiểm tra output của từng step. Tiếp theo thì mình sẽ chờ cho đến khi cái job này chạy thành công. Ở step cuối cùng, sau khi đã apply các cái Kubernetes manifest file vào GK cluster, các bạn có thể thấy là các resource lần lượt đã được tạo ở trong cái cluster này. Tiếp theo thì mình sẽ chuyển qua màn hình Google Cloud và mở lại cái giao diện của GK cluster. Sau đó thì mình sẽ click vào todoapp cluster và sẽ ấn connect để mở Cloud Shell và authorize tới GK cluster. Tiếp theo thì mình sẽ setup lại một chút Kubectl và đổi cái default namespace thành là application để lúc mình gõ command sẽ không cần phải chỉ định namespace nữa. Sau đó thì mình sẽ kiểm tra các cái pods ở trong GK cluster bằng command Kubectl get pods. Ở đây các bạn có thể thấy là có hai loại pods là frontend và backend, mỗi loại sẽ có hai pods. Tiếp theo thì mình sẽ kiểm tra service bằng command Kubectl get svc. SVC là viết tắt của service. Tương tự các bạn có thể thấy là mình có hai cái service lần lượt cho backend và frontend. Ở đây là thuộc cái dạng cluster IP service. Tiếp theo là mình sẽ kiểm tra cái ingress dùng command kubectl get inager, viết tắt của ingress. Ở đây thì mình sẽ có một cái external ingress với IP là 34.110.199.121. Thì để xem chi tiết về cái ingress này, tiếp theo thì mình sẽ dùng command kubectl describe inager external
Nhìn kỹ vào cái phần config của cái ingress này, các bạn có thể thấy là mặc định ấy, các tất cả request sẽ được routing tới frontend service, và chỉ đối với những cái request gửi tới Slash API thì sẽ được routing tới backend service. Đối với cái public IP address được gắn vào ingress thì sẽ chính là cái IP address mình đã tạo bằng Terraform, thì mình sẽ mở cái phần menu external IP address để kiểm tra. Các bạn có thể thấy là hai cái giá trị IP address này giống nhau. Tiếp theo thì mình sẽ thử access IP address này ở trên browser, và khi access ấy, thì màn hình của cái sample application sẽ hiện ra. Thì sau đó thì mình sẽ có thể thử một số cái thao tác thử sử dụng cái sample application này. Vậy là mình đã deploy thành công sample application vào GK cluster. Thì sau khi kiểm tra cái sample application thì mình sẽ phải xóa tất cả các cloud resource mà mình đã tạo ở trên Google Cloud để tránh phát sinh cái phí ngoài ý muốn khi mình không sử dụng. Thì mình sẽ quay trở lại với terminal ở trên Visual Studio Code, và tiếp tục là mình sẽ gõ terraform.sh destroy. Và tiếp theo thì mình sẽ nhập Jest để bắt đầu xóa tất cả các resource mà mình đã tạo. Quá trình xóa này sẽ hơi tốn thời gian một chút, các bạn sẽ cần phải chờ. Đến đây thì coi như là chúng ta đã hoàn tất cái video hands-on khá là dài liên quan tới Google Kubernetes Engine và CI/CD. Ở trong video này thì mình đã giới thiệu 4 cái GitHub repository mà mình đã chuẩn bị và hướng dẫn các bạn cách setup để chạy được Terraform. Và sau đấy là sử dụng Terraform để provision infrastructure trên Google Cloud. Tiếp theo thì mình cũng đã giới thiệu về các cái CI pipeline mà mình viết bằng GitHub Action Workflow. Ở trong video này có khá là nhiều kiến thức khó, phức tạp. Đầu tiên là sử dụng Terraform để viết Infrastructure as Code. Sau đấy là các cái chức năng của Google Kubernetes Engine, cũng như là viết các cái GitHub Action Workflow. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào thì có thể để lại comment ở phía dưới nhé. Nếu các bạn cảm thấy video của mình có ích thì hãy ủng hộ mình bằng cách ấn like, subscribe hoặc là chia sẻ video của mình nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở trong video tiếp theo.